xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải thì nội dung chính trong video này mình sẽ làm rõ về cái vấn đề của dự án hamter combat nó sẽ trả iderop cho chúng ta tức là trả thưởng cho chúng ta dựa vào cái gì thì có nhiều bạn cho rằng chúng ta nó trả cho chúng ta dựa vào cái lợi nhuận mỗi giờ này nè còn có bạn thì cho rằng nó dựa vào cái khai thác này ấy vậy cái nào mới là đúng thì à, dự án đã có một cái bài nhưng mà nó chưa có rõ ràng thì nó cũng đã ấp mỡ cho chúng ta biết à, như sau nè các bạn nè Eraos sẽ phụ thuộc vào lợi nhuận mỗi giờ. Các bạn nhớ nè, lợi nhuận mỗi giờ và nè các bạn, một số thông số khác nha. À, một số thông số hoạt động khác mà chúng tôi sẽ tiết lộ sau. Không phải là số dư chơi một cách không ngon nè các bạn nè. Thì các bạn hiểu đơn giản nè, cái lợi nhuận mỗi giờ nó chỉ là một cái thông số thôi để mà nó trả Eraos và một số thông số khác nha các bạn tức là đây là cái số coi của chúng ta nè thì đây là cái điểm bon của chúng ta khai thác được thôi khi mà nó đổi sang tóc á, thì nó sẽ đổi sang một cái á, theo một cái tỷ lệ nào đó nha các bạn thì chưa một ai có thể biết được cả các bạn giống như là dự án á, đó là nốt coi đó lúc trước nó cho chúng ta đổi á, thì một cái đồng nốt nó sẽ bằng tới một nghìn cái điểm cái điểm bon nha các bạn thì có nghĩa là cái lợi nhuận mỗi giờ này nè, nó cũng là một cái phần để mà, một cái tiêu chí để mà trả Aerodrop nha các bạn. Nhưng nó không phải là tiêu chí 100% đâu thì rất có thể là khai thác thủ công đây nè nó cũng là một trong những tiêu chí để trả irp tại vì sao tại vì chúng ta khai thác thủ công á chứng tỏ chúng ta là một con người thật và chúng ta là một con người siêng à, năng chăm chỉ tương tác với dự án rất là nhiều nha các bạn rồi có thể là nó dựa vào cái mà cống hiến cho cộng đồng của nó nữa ví dụ như là các bạn mời càng nhiều rep các bạn giới thiệu càng nhiều bạn bè thì lúc đó cái tỷ lệ mở khó của các bạn nó cái tỷ lệ chuyển đổi của các bạn nó cũng sẽ càng cao đấy giống như là một dự án lúc trước dự án AWW work đó các bạn chúng ta giới thiệu càng nhiều bạn bè thì chúng ta cũng sẽ được mở khó càng nhiều thì à, mình à, dự đoán thôi thì tất cả mọi thứ hiện tại chỉ là dự đoán các bạn chưa một ai có thể biết rõ ràng ngay cả dự án họ cũng chưa công bố cái thông tin cho nên à, nó nói là dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau các bạn rồi à, thậm chí là cái tiêu chí mà chúng ta giải á, giải ba cái thiện mỗi ngày nè rồi chúng ta giải cái mật mã mỗi ngày là đấy nó có rất nhiều cái yếu tố các bạn chứ không phải là lợi nhuận mỗi giờ này không à, nhiều bạn nói là cái lợi nhuận mỗi giờ này không thì các bạn đem hết tất cả những cái đồng xu của các bạn nè các bạn đề vào các bạn nâng cấp lợi nhuận mỗi giờ không thì cũng không nên nha, các bạn biết đâu được là hiện tại nè dự án của chúng ta nó cũng gần may nét rồi mà chúng ta đem hết những cái đồng sâu này chúng ta nâng cấp á thì chúng ta chưa thu lại lợi nhuận mà chúng ta mà nó đã cho lên sàn rồi các bạn thì đó là một điều khá là đáng tiếc nha cho nên các bạn nâng cấp cái lợi nhuận mỗi giờ này nè thì các bạn cũng nâng cấp vừa vừa thôi các bạn không nên nâng cấp mà à, các bạn dồn hết cái đồng sâu để mà nâng cấp nha đó là một việc cũng không có tốt nha các bạn thì các bạn cứ việc nâng cấp vừa đủ thôi Rồi các bạn cũng tích cực khai thác nha các bạn Thì theo cá nhân mình dự đoán Thì khai thác cũng là một phần xác minh chúng ta là một con người thật nè Và chúng ta có tương tác với dự án tích cực nha các bạn Đấy từ đó dự án sẽ có những cái tiêu chí để mà trả Airdrop cho chúng ta nha thì tất cả mọi thông tin hiện tại chỉ là dự đoán thôi nha các bạn chứ không có thông tin nào là chắc chắn 100% tại vì dự án chưa có công bố nha các bạn rồi hiện tại mà bạn nào mà à, chưa đăng ký tham gia dự án Hamster Combat á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phòng bình luận của mình nha để mà đăng ký tham gia nha các bạn dự án của chúng ta đang đi đến hồi kết rồi nha các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau